Anthony John Blinken sinh ngày 16 tháng 4 năm 1962 tại Yonkers, New York. Cha mẹ ông là người Do Thái. Cha ông là Donna M. Blinken, từng làm đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary. Ông Blinken là một viên chức chính phủ Hoa Kỳ và nhà ngoại giao giữ chức vụ ngoại trưởng thứ 71. Ông được Tổng thống Biden đề cử vào ngày 23 tháng 11 năm 2020 được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận vào ngày 26 tháng Giêng năm 2021 là ngoại trưởng với số phiếu thuận 78 trên 22 và tuyên thệ nhậm chức vào ngày hôm sau bởi Phó Tổng thống Kamala Harris. Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong chính phủ Mỹ và đứng thứ tư trong hàng kế nhiệm của Tổng thống. Trong ba thập niên và ba chính quyền Tổng thống, ông Blinken đã giúp hình thành chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ để bảo đảm bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ và mang lại kết quả cho người dân Hoa Kỳ. Ông từng là thứ trưởng ngoại giao của tổng thống Barack Obama từ năm 2012 đến năm 2017 và trước đó là phó cố vấn an ninh quốc gia chính của tổng thống Barack Obama. Ông được đánh giá là một chuyên gia kỳ cựu về chính sách đối ngoại, đồng thời là viên chức thân cận với tổng thống Joe Biden. Trong vai trò đó, ông Blinken chủ trì ủy ban đại biểu liên ngành diễn đàn chính để đưa ra chính sách đối ngoại của chính quyền. Một chính trị gia gạo cội đã làm việc cùng với ông Biden gần 20 năm, trong đó có thời gian dài giữ chức cố vấn hàng đầu tại ủy ban đối ngoại thượng viện Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên trong thời tổng thống Obama, ông Blinken là cố vấn an ninh quốc gia cho phó tổng thống khi đó là Joe Biden. Đây là sự tiếp nối của một mối quan hệ nghề nghiệp lâu dài, kéo dài từ năm 2002, khi ông Blinken bắt đầu 6 năm làm giám đốc nhân viên đảng Dân Chủ cho Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Biden lúc bấy giờ là chủ tịch của Ủy ban từ năm 2001 đến năm 2003 và 2007 đến 2009. Trong thời Tổng thống Clinton, ông Blinken từng là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, trong đó hai năm là giám đốc cao cấp về các vấn đề châu Âu, cố vấn chính của Tổng thống về các quốc gia châu Âu, Liên minh châu Âu và NATO. Ở vị trí trên thì ông Blinken đã góp phần đưa ra nhiều chính sách đối phó với tình hình chính trị đầy biến động và bất ổn tại Trung Đông. Ông cũng đã trải qua 4 năm với tư cách là người viết bài phát biểu chính sách đối ngoại của Tổng thống Clinton và ông đã lãnh đạo nhóm hoạch định chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ông Blinken bắt đầu hoạt động tại Bộ Ngoại giao từ năm 1993 đến năm 1994. Ông là trợ lý đặc biệt của Văn phòng các vấn đề châu Âu và Canada. Hiện nay, ông tự hào là một lãnh đạo bộ phận mà ông đã bắt đầu làm việc trong chính phủ cách đây gần 30 năm. Bên ngoài công việc chính phủ thì ông Blinken đã làm việc trong lĩnh vực tư nhân, xã hội dân sự và báo chí. Ông là người sáng lập West Asset Advisor, một công ty tư nhân chiến lược quốc tế tập trung vào nghiên cứu về ảnh hưởng địa lý trái đất đối với chính trị và quan hệ quốc tế và an ninh quốc gia. Ông là thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế từ năm 2001 đến năm 2002. Trước khi tham gia vào chính phủ thì ông Blinken hành nghề luật sư ở New York và Paris. Ông Blinken làm thực tập cho tờ The New Republic khoảng một năm sau khi tốt nghiệp Harvard và là tác giả của Ally vs. Ally, châu Mỹ, châu Âu và khủng hoảng đường ống Siberia dựa trên luận án đại học của ông năm 1987. Lincoln cho rằng việc gây áp lực ngoại giao lên Liên Xô trong cuộc khủng hoảng đường ống ở Siberia ít có ý nghĩa đối với lợi ích của Hoa Kỳ hơn là duy trì mối quan hệ bền chặt giữa Hoa Kỳ và châu Âu. Một nguồn tin từ Politico cho biết, Blinken là người theo chủ nghĩa châu Âu, là người theo chủ nghĩa đa phương, là người theo chủ nghĩa quốc tế. Mối quan hệ của Blinken với châu Âu là lâu dài, sâu sắc và ông là người tin tưởng mãnh liệt vào liên minh xuyên đại Tây Dương. Nói một cách đơn giản, thế giới an toàn hơn cho người dân Mỹ khi chúng ta có bạn bè, đối tác và đồng minh, Blinken nói vào năm 2016. Ông đã mô tả châu Âu là một đối tác quan trọng và bác bỏ kế hoạch của chính quyền Trump để loại bỏ quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Đức Quốc là ngu ngốc. Điều đó thực ác ý và đó là một kẻ thua cuộc chiến lược làm suy yếu NATO giúp cho Vladimir Putin và gây hại cho Đức Quốc là đồng minh quan trọng nhất của chúng ta ở châu Âu. Đối với mọi vấn đề chính sách đối ngoại chính, khủng bố, khí hậu, đại dịch, thương mại, trung cộng, thỏa thuận hạt nhân Iran, ông có một câu thần chú lập đi lặp lại. Mỹ nên làm việc với đồng minh của mình trong các hiệp ước và tổ chức quốc tế. Blinken cũng coi vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong các thể chế đa phương là điều cần thiết. Blinken cho biết vào đầu năm 2021, vẫn có một khoản phí bảo hiểm và theo một số cách thậm chí còn nhiều hơn trước đây đối với sự tham gia của người Mỹ về sự lãnh đạo của người Mỹ. Blinken là một người nói tiếng Pháp hoàn hảo. Ông đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn bằng tiếng Pháp thoải mái, hùng hồn. Vì khi còn nhỏ sau khi cha mẹ ông ly hôn, ông chuyển đến Paris cùng với mẹ ông. Bà kết hôn với người Mỹ gốc Ba Lan là người duy nhất trong số 900 trẻ em của trường học sống sót sau thảm họa Holocaust ở Ba Lan và là luật sư quyền lực Samuel Pizar. Theo The Guardian, tình hình xảy ra tại Taliban, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bác bỏ sự tương đồng giữa cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở Kabul và sự thất thủ của Sài Gòn năm 1975. Nhà ngoại trưởng hàng đầu của Hoa Kỳ đã xuất hiện trên các chương trình truyền hình chính trị vào đầu tháng 8 năm 2021 để bảo vệ sứ mệnh của Hoa Kỳ ở Afghanistan và cố gắng ngăn chặn làn sóng so sánh giữa những cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở Kabul nơi Taliban hiện đã sẵn sàng để chiếm lại các quyền lực và sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975. Rõ ràng đây không phải là Sài Gòn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken nói với ABC This Week: "Chúng ta đến Afghanistan cách đây 20 năm với một nhiệm vụ trong đầu, đó là đối phó với những kẻ đã tấn công chúng ta vào ngày 11 tháng 9 và nhiệm vụ đó đã thành công." Blinken từ chối bất kỳ sự tương đồng nào với hình ảnh mang tính biểu tượng của những chiếc trực thăng di tản nhân viên từ đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Vào tháng 4 năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, với việc xảy ra khi bầu trời của thủ đô Afghanistan tràn ngập những chiếc Chinook và Black Hawks chở nhân viên đại sứ quán Mỹ đến một vị trí an ninh tại phi trường quốc tế. Ngoại trưởng đã đưa ra nhận xét của mình với các lực lượng Taliban đang tụ về bên trong thủ đô và các đại diện của họ đã đàm phán về một sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại dinh tổng thống